Xin chào ba mẹ, hôm nay hãy cùng Kids Plaza unbox ngay em máy xay đa năng Bon bé bé này nha. Đi kèm với máy xay sẽ là sách hướng dẫn sử dụng chi tiết và phiếu bảo hành. Máy thì sẽ gồm thân máy bằng nhựa ABS cao cấp an toàn. Phần cối thủy tinh 5 lớp dày dặn, chịu nhiệt và lực siêu tốt. Lưỡi xay thì làm bằng inox 034 đạt chuẩn y tế. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau test thử em máy này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ test thử với bơ. Bơ là một loại thực phẩm có kết cấu đặc nên khi xay ba mẹ hãy cho thêm một chút nước hoặc một chút sữa để dễ xay hơn. Để bơ được xay nhuyễn thì mất khoảng từ 10 đến 12 giây. Dưới đế cối xay thì có đế hút chân không silicone giảm rung lắc, xê dịch khi xay. Tiếp theo chúng ta sẽ xay một loại thực phẩm rất giàu vitamin A cho bé, đó chính là cà rốt. Cà rốt là một loại củ khá là khó xay, nhưng với em máy xay Bon bé bé này thì chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi ạ. Chỉ trong khoảng 5-6 giây thì cà rốt đã được xay nhuyễn ra rồi, với độ nhuyễn này rất phù hợp cho bé ăn dặm. Lưỡi xay được thiết kế 2 tầng, mũi khế inox chống mòn và chịu nhiệt cao. Thao tác xay và vệ sinh vô cùng đơn giản, gọn nhẹ. Một chiếc máy xịn như thế này thì phải mua luôn thôi ba mẹ ơi. Hiện tại sản phẩm đã có mặt tại hệ thống 160 cửa hàng Kids Plaza trên toàn quốc. Mua sắm đơn giản và dễ dàng tại Kids Plaza.